các bạn nhìn thấy cái này thì chắc chắn là các bạn đã thấy hay rồi. Từ đó tuyển bắt đầu. Tuyển đang làm sao? Các bạn nhìn thấy không? Được rồi. Đó, bắt đầu tuyển chơi rồi. Đây, ví dụ đây là bà cụ, nhưng mà bà cụ này bà sẽ bị họ đang nhìn tôi bận tôi già nhớ chắc mình bị dọa vào cái bà ngã là chết kẹo. Bây giờ thì lúc dọa mấy thằng thợ xây cũng được rồi. Bây giờ tiền nó đi qua khu dân cư đông đông, bây giờ trước tiên là dọa đây à. Bà con à, em mình lao, tiền thế em mình lao ghê quá, thì tôi cũng dọa nữa, chắc tiền đuổi cho em chạy đi ra kìa mà. Ôi ơi. Thank you.
Các bạn ạ, một người quá, có một trai sợ ma. Xin lỗi nhá.